trái sông không chỉ cần. Xin chào anh em, bơm HST của máy móc nông nghiệp, máy cặt, máy kéo, máy cấy, nguyên lý cấu tạo và những điều cần biết khi sử dụng. Khi chúng ta sử dụng rồi sửa chữa, tháo lắp, đặc biệt là làm sao để sử dụng nó bền lâu trên máy cấy. Máy cấy có HST để di chuyển cho nó êm ái và chuẩn, để cho các chị đi cấy mất việc. Có một chị đang rất là mau máy cấy lấy hết việc của chị đi để chị đỡ đau lưng. Và máy kéo lùi này thưa anh em, anh em nhìn mặt chân dẫm không ạ? Và máy kéo cù tà, máy kéo John Deere đều có những loại máy có HST, và máy kéo Janma cũng có HST để chúng ta hoạt động tốt hơn. Đi tiến này thưa anh em, đi tiến này, đi lùi này, quá êm ái luôn. Và đặc biệt anh em đã thấy quá rõ rồi trên máy gặt đi tiến này, đi lùi này, đây là tần đẩy HST và HST nó hoạt động như thế nào, thì xin mời anh em theo dõi rất kỹ video này. Mình sẽ nói cho anh em những điều phức tạp nhất và đơn giản nhất, nói một cách đơn giản để cho anh em hiểu rõ về HST. Thưa anh em, để hiểu được cái hệ thống kết cấu phức tạp của bơm thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em cái hệ thống nguyên lý khoa học cơ bản đơn giản nhất của hệ thống HST là có hai cụm này thôi, cụm bơm và cụm motor. Còn đây là động cơ. Thưa anh em, đây là động cơ diesel, và khi động cơ quay đồng nghĩa với việc đó là bơm nó cũng quay. Và bơm và motor là hai cụm kết hợp lại thành một bộ HST như thế này. Và đây là đường áp suất cao, còn đây là đường áp suất thấp. Và đây là bánh xe của chúng ta, đơn giản vậy thôi. Thì motor quay làm cho bơm nó cũng quay, và nó bơm một cái lượng áp suất cao vào phía một phía của motor và làm cho motor nó quay. Đây ạ, motor nó quay, làm bánh xe quay, và đồng thời hồi lại quay lại bơm và dòng nhớt nó tuần hoàn như vậy. Và đây là hệ thống kết cấu của hộp số trên đặc trưng của máy Kubota. Và đây có một cái máy gặt như thế anh em, đây là cần tiến lùi, đây là động cơ. Khi động cơ quay thì bơm nó sẽ quay qua cái boli này, và đây là bơm, đây là motor, và cả cái cụm này gọi là cụm HST thưa anh em. Đây là phía trên là bơm và phía dưới là motor, đây là hộp số, đây là bánh xích. Và khi mà động cơ nó quay thì anh em nhớ là bơm nó cũng quay theo, nên là chúng ta hết sức lưu ý là nếu như mà thùng nhớt mà hết không được khởi động động cơ nhé thưa anh em, nó sẽ làm khô bơm và cháy bơm. Và khi chúng ta đẩy tiến thì bơm nó sẽ bắt đầu bơm xuống motor một cái áp suất cao và làm cho motor quay. Motor quay thì sẽ làm dẫn động qua các cái trục trung gian, trục số và trục lắp, làm cho cái máy gặt của chúng ta đi tiến. Thưa anh em, làm cho máy gặt đi tiến. Và khi mà cần HST của chúng ta về giữa thì chỉ có mình bơm quay thôi, motor sẽ dừng lại và chúng ta đẩy lùi một cái, kéo lùi một cái thì motor nó sẽ quay ngược lại, trong khi bơm vẫn quay theo đúng cái hướng của động cơ thưa anh em. Đây ạ, motor quay ngược lại cũng dẫn động qua các cái trục trung gian, trục số và sang lắp, và làm cho xích nó quay chuyển động ngược và máy của chúng ta đi lùi. Đó là phần cơ bản về hoạt động của bơm số. Và thưa anh em, đây là cụm HST của chúng ta đầy đủ. HST đầy đủ của chúng ta đấy. Và đây là trục đầu vào khi mà động cơ của chúng ta quay. Động cơ quay này, trục vào nhé thưa anh em, trục vào nhé thưa anh em. Anh em xem theo dõi rất kỹ để hiểu. Đây là trục vào. Đây, đây, đây là phía bên kia của trục vào. Và đây là bơm nhồi, gọi là bơm rô to, bơm nhồi ấy thưa anh em. Mà mạnh có làm các cái video mà hay nói về cái bơm nhồi này. Áp suất của bơm nhồi này thường là 7 đến 8 kg lực trên cm vuông. Đây ạ, đây là cổ hút, đường hút. Bơm nhồi nó hút để nó tiếp thêm nhớt cho HST, cho piston xi lanh. Và khi bơm nhồi nó quay, động cơ quay, bơm nhồi quay, nó sẽ hút ngay nhớt từ thùng và đẩy đến lọc. Và đây là cái lọc HST.
Thế anh em đây là học lọc HLT, và Mạnh thì luôn luôn bán cái lọc HLT chính hãng này cho anh em trên kỹ thuật máy.vn hoặc phụ tùng quota.vn. Đây ạ, lọc nó sẽ lọc từ ngoài ấy, và nó lọc vào giữa, và đây là bộ van giảm áp nạp mà Mạnh có chỉ cho anh em một cách là trên một cái lòng đầy 1 ly hoặc là một cái que thép 1 ly để tăng cái áp suất nạp lên, để áp suất nạp nó được tối đa nó được khoảng 8,5 kg lực trên cm vuông, thì cái việc thoát áp nạp của chúng ta nó sẽ đảm bảo hơn, nó đầy đủ lưu lượng nạp hơn, và khi mà van nạp hoạt động thì nó sẽ hồi cái áp suất nạp, hồi cái nhớt từ cái két làm mát. Và đây khi mà bơm nó bơm nhồi, nó nhồi thì nó sẽ nhồi vào đâu thôi anh em, nhồi vào cái hệ thống bên trong cụm xi lanh piston của cái hệ thống bơm. Đây ạ, đây là xi lanh piston của hệ thống bơm. Đây đây thưa anh em, đây là khối xi lanh, đây là các cái piston, đây là trục vào nha, trục vào tức là trục từ động cơ đấy. Đây là khối xi lanh của bơm, khối xi lanh của bơm thưa anh em. Khối xi lanh thì bao gồm piston này, xi lanh này, đấy cụm xi lanh này. Đây thưa anh em, đây là việc khi mà chúng ta khởi động động cơ lên và bơm nó sẽ quay như thế này, trục nó quay, nó làm cho khối xi lanh này quay, nó làm cho khối xi lanh này quay, và nó sẽ kéo theo cái piston cũng đi theo, bởi vì piston nó nằm trong lỗ của xi lanh và nó sẽ trượt trên cái bề mặt đấy. Khi chúng ta đẩy tiến hoặc về giữa hoặc đẩy lùi thưa anh em, thì cái bơm này nó, đây là gối nghiêng, đây là chúng ta đẩy tiến này đấy, đây là trường hợp đẩy tiến nhá anh em, hết sức chú ý, đây là giữa và đây là đẩy lùi này. Thì cái gối nghiêng này nó nghiêng, nó nghiêng thì nó sẽ làm sao? Trước khi đó anh em xem cái kết cấu của cái khối bơm, bao gồm khối xi lanh rọ này, piston chùm piston này, van, gối đỡ, đây là tấm gối đỡ, và đây là cụm piston, đây là đầu ống sư thưa anh em, đây là thân piston và đây là đầu đồng, và cái đường kính thưa anh em của cái piston này rất quan trọng, đường kính ngoài này rất quan trọng nha thưa anh em nha. Còn đường kính lỗ này thì nó đã tiêu chuẩn rồi, nó chỉ là chuyển nhớt thôi. Cái lỗ này cũng rất quan trọng, lỗ này cũng rất quan trọng, mặt này cũng rất quan trọng, và cái việc lắp của cái bơm này cũng rất quan trọng. Và đây khi cái tông nó chuyển động bơm thì đây là áp suất thủy lực, dòng thủy lực nó sẽ vào, nó bôi trơn cái khe hở này, bôi trơn cái đầu ống sư, và nó sẽ làm cho cái lượng dầu nó làm trung hòa cái áp suất nén của cái mặt đồng này lên cái đĩa, lên cái đĩa nhớ thấy không, cái đĩa gương ấy. Đây ạ, khi mà bơm nó quay, đây bơm nó quay thì nó sẽ như thế này, piston nó quay, bởi vì là trục nó gắn liền với piston qua các cái can lưa của piston, và nó làm cho cái hệ thống piston cũng như là xi lanh này quay, khối xi lanh này quay, bởi vì nó gắn liền với, cho anh em là khối xi lanh quay bởi vì nó gắn liền với can lưa, gắn liền vào trục đầu vào, từ động cơ vào, từ bu li vào, và nó làm quay khối xi lanh, và nó dẫn động theo piston quay, quay theo thì nghiễm nhiên cái đầu đồng nó sẽ ma sát vào cái đĩa gương, và khi chúng ta đẩy tiết thì anh em thấy mà, bắt đầu piston nó sẽ bơm một phía, tiến nó sẽ bơm đây ạ, từ dài này đến ngắn dần này, từ khe hở lớn này đến piston nó sẽ đẩy tịnh tiến lên, và nó sẽ đẩy một lượng nhớt. Đây anh em thấy màu đỏ đây là áp suất cao, áp suất cao, đây là điểm chết dưới, đây là điểm chết trên, giống như piston của động cơ ấy. Đây ạ, điểm chết dưới này, điểm chết trên, và nó sẽ hút ở cái phía màu xanh này cho anh em, hút ở phía màu xanh này, và điểm chết dưới này nó đang có nhớt và nó quay lên, nó đẩy vào điểm chết trên, thì áp suất của cái đường này nó sẽ rất là cao, áp suất của cái đường này đây sẽ rất là cao. Và chốc nữa sẽ phân tích cái phần đĩa lỗ trên cái đĩa van cho anh em xem, và đây là đi lùi thì cũng tương tự như vậy thôi, nó sẽ ngược lại, đó là cái phần lúc nãy, phần này là áp suất cao nhưng bây giờ nó trở thành áp suất thấp là bên hút. Thì anh em đây hút này vẫn là cái phía như lúc nãy, nhưng mà cái thành này nó chuyển thành bên hút và nó rộng ra dần dần và nó hút vào, có nghĩa là vẫn là hai đường nguyên bản như vậy, vẫn quay một chiều như vậy, nhưng mà chúng ta nghiêng gối bên này
thì bên này thành hút bên kia thành đẩy, nhưng nghiêng gối sang bên kia thì bên kia lại thành hút bên này thành đẩy đó, để tạo cái áp suất thủy lực cho hai bên tiến và lùi. Và đây là trục motor. Ví dụ thưa anh em, trục motor của chúng ta là trục này, đây là trục của phần motor, đây là piston của motor và khối xi lanh của motor, lò xo, và có hai đĩa van, đây là van phía bơm và van phía motor. Hai cái van đồng này là rất là quan trọng, đây là phía van của bơm này, đây là phía van của motor, có anh em để ý rất kỹ. Và đây là khối, thưa anh em, khối mặt bơm trung tâm, gọi là khối trung tâm của bơm, cái khối này là khối quan trọng thì mình gọi là mặt bơm trung tâm, bởi vì trong này nó sẽ có tất cả các đường dẫn nhớt và hệ thống van giảm áp, tiến lùi van giảm áp nạp nó nằm ở đây, cũng như là hệ thống van chia, hai cái đĩa van chia nó sẽ nằm ở trên này. Và cái mặt này nó sẽ phải rất là chính xác, nó không được xây xước, nó không được làm cho các cái dị vật, cũng như là nếu như nó bị kênh, bị nghiêng, bị méo thì chắc chắn là hệ thống bơm của chúng ta nó sẽ không tạo áp tốt được. Thì em hết sức để ý cái mặt này, khi chúng ta tháo lắp thì mặt này nó luôn luôn phải sạch, phải được bảo vệ. Đây hai cái phần đáy của đĩa này, và đây đây hai cái mặt này nó sẽ rất là phẳng và nó sẽ chuẩn. Và đây là hai cái lỗ của phần bơm, và đây là hai lỗ của phần motor, phần trên là gọi là phần bơm nhé thầy nghe. Và đây đây là cái rãnh truyền nhớt từ lỗ phần bơm này, đây là lỗ phần bơm này, từ bơm nó sẽ bơm ra đây, bơm ra cái lỗ này, đây màu đỏ đấy đó, và nó sẽ bơm xuống phần motor. Đây từ đây nó sẽ vào phần motor bên tiến hoặc là bên lùi, nó có hai bên đối xứng như thế này, đây là cắt ra một bên thôi, bên này hoặc bên này thưa anh em. Và đây là van giảm áp phần tiến và phần lùi đấy, đây là van giảm áp lùi tiến này, cái này là van giảm áp tiến thưa anh em. Van giảm áp tiến thì nó có hai tác dụng, một là tác dụng giảm áp và hai là tác dụng một chiều. Và đây là phía piston xi lanh và gối nghiêng của motor, motor bên chấp hành để đẩy vào hộp số đấy thưa anh em. Cái phần mà bánh răng lắp vào hộp số gọi là phần motor, và chúng ta xem lại cái kết cấu của phần motor nhé thầy nghe. Đây ạ, đây là đĩa gương và nghiêng cố định luôn trên gối nghiêng, đây là piston. Và đây chúng ta khi mà bơm nó đẩy nhớt vào phần motor với một cái áp suất nhất định thì bắt đầu motor nó sẽ quay. Đây bởi màu xanh này, từ đây là từ bơm đẩy nhớt vào phần motor đây ạ, thì bắt đầu motor nó sẽ quay theo chiều tiến và quay theo chiều lùi tùy theo cái phía nghiêng của gối nghiêng như thế này. Đây đây là đi tiến, đây là từ piston, đây đường màu đỏ là từ piston vào, đây đường đường màu đỏ này ra của, thế anh em đây là đường ra của motor, đây nó sẽ đẩy về phía này của piston, đẩy về phía này đây ạ. Đây thưa anh em là khi mà có áp suất nó sẽ đẩy cái piston là đi xuống, đẩy piston là đi xuống, piston đi xuống thì sẽ kéo theo xi lanh quay, đó là hoạt động của motor. Đây là xi lanh này, cụm xi lanh này nó đang quay này, piston thì đang được nhớt đẩy đi xuống này, đi xuống bởi vì sao, bởi vì nó trượt trên cái mặt nghiêng gối nghiêng, nên là thưa anh em cái mặt đầu đồng này, cái mặt đồng và cái gối mặt gương này nó sẽ rất là phải chính xác, nếu xước là không ăn thua, xước là nó sẽ làm cho bơm nó yếu. Và đây đẩy nghiêng thì cái piston này kéo theo cái xi lanh quay, kéo theo cùng xi lanh lỗ này quay, cùng xi lanh lỗ này thì được liên kết với trục của đầu ra của HST qua bánh răng, đây đây bánh răng trục đầu ra của HST qua can lìa giữa xi lanh và trục của HST như thế này, trục ra số ấy. Và đây là trường hợp mà bơm này, phía bơm không nghiêng này thì bơm nó quay không, nhưng mà khi chúng ta nghiêng một cái theo hướng tiến ấy, thì bên đường dầu bên phía trong này, bên phía trong trên mặt bơm ấy, nó sẽ bơm đẩy sang bên motor và làm cho motor quay theo chiều tiến. Và đường dầu màu xanh lam này là đường dầu hồi, và khi chúng ta đi lùi là nghiêng cái gối nghiêng lùi thì đơn giản thế này thôi, áp suất cao nó sẽ chuyển ngược lại,
bên ngoài sẽ là áp suất cao hơn thì làm cho motor quay ngược lại và hồi ở bên trong không có cái được sự thay đổi. Và đây là khi chúng ta đi tiến này. Đó. Và nếu như chúng ta nghiêng ít thì nó sẽ bơm ít thôi. Bơm ít thì cái lưu lượng nhất thủy lực nó sẽ ít, nó sẽ làm cho cái motor nó quay chậm đi. Bởi vì lưu mạnh nói về lưu lượng nó ít thì nó sẽ quay chậm, lưu lượng nó lớn thì nó sẽ đi nhanh. Đấy ạ, nghiêng nhiều thì bơm nó hút nhiều, bơm hút nhiều thì nó sẽ đẩy nhiều, thì lượng nhớt nó chảy thật nhanh, thì tốc độ của motor nó sẽ nhanh và tốc độ của máy gặt của chúng ta hoặc máy kéo hoặc là máy cấy nó sẽ đi nhanh. Và đây là một số cái tiêu chuẩn về nhớt của hãng Kubota cũng như là tất cả các cái hãng khác mà dùng HRT cho anh em. Và nếu như chúng ta mua các cái nhớt Shell, Camtech, Mobi rồi Toto, ăn liền gì đó thì chúng ta sẽ phải theo cái bảng bên này, tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn này mới đúng dành cho bơm HRT này, chứ không phải là cứ SEO là chúng ta mua dùng cho HRT là không đúng. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và anh em nào mà quên về cái hệ thống tiêu chuẩn và muốn mua những cái loại nhớt đó thì có thể quay lại cái bảng kia tua lại để xem. Và chúng ta đi thêm một cái phần rất là quan trọng, đó là phần hệ thống dòng nhớt. Đây, hệ thống dòng nhớt của bơm thưa anh em, hệ thống dòng nhớt nhé thưa anh em. Và giải thích qua cho anh em, đây là phần tiến lùi, đây là động cơ, đây là phía bơm này, phía bơm này, đây là thùng chứa, đây là phía motor và đây là két làm mát nhớt thủy lực, đây là van tiến, đây là van áp suất cao lùi và đây là van giảm áp nạp, còn đây là bơm nạp, đây là lọc HDT. Và khi mà động cơ quay thì bơm nó sẽ quay và chúng ta chưa nghiêng gì cả, bơm nó sẽ quay đồng nghĩa với bơm nạp quay và bắt đầu nó sẽ hút nhớt từ lọc thô từ trong thùng. Đây hút nhớt, đây hút nhớt từ lọc thô trong thùng lên bơm nạp nhé thưa anh em. Đó, nên bơm nạp nó phải chính xác thì nó mới hút được và nó mới nén được và nó sẽ đẩy qua phần lọc HDT. Từ lọc HDT nó sẽ đến phần van giảm áp nạp. Đây ạ, van giảm áp nạp này đủ nạp rồi, căng rồi thì hồi một ít, hồi cái phần thừa đấy nhé, về phần két làm mát và còn lại bơm nó sẽ tiếp tục, nó sẽ chảy về phía hai cái van giảm áp tiến lùi. Và hai cái van này khi mà nó trong trường hợp này nó chỉ là van một chiều thôi, bởi vì cái lò xo đằng sau đít của nó rất là nhỏ, anh em tháo ra sẽ thấy lò xo đằng sau đít rất là nhỏ và nó sẽ tràn đầy vào phần motor này, vào phần đường ống này và nó hồi lại về phía bơm, hồi lại phía bơm và bắt đầu là nó tràn hết ra ngoài, ra phần ngoài phần hệ thống bên ngoài block của bơm đấy, về phần vỏ bơm đấy tràn đầy luôn, nên là gioăng nó phải kín thì nó mới không bị dính ra ngoài các anh em. Và nó tràn qua đâu, tràn qua khe hở cơ khí, qua gối nghiêng, qua đường kính piston xi lanh, qua các cái hệ thống khe hở cơ khí về mặt van rồi piston xi lanh rồi đĩa nghiêng rồi đầu đồng đầu ông sư, là nó tràn hết qua như thế, tràn hết qua như thế thưa anh em. Và đây là toàn bộ cái hệ thống áp suất thấp thôi, bởi vì chưa có nghiêng gì cả, chốc nữa cái gối nghiêng này nó sẽ nghiêng tiến hoặc nghiêng lùi cho anh em xem. Nhưng anh em về cơ bản là cái hệ thống dòng dầu như thế này. Và đây là đi tiến, khi mà chúng ta đẩy tiến thì thưa anh em hết sức để ý cái dòng nhớt nha. Đây ạ, đẩy tiến thì hút bên này, hút bên này, đẩy bên này và bắt đầu đi sang cái đường cao áp ở vỏ bơm, ở mặt bơm đấy, và đẩy vào piston làm cho cái piston nó trôi theo cái đĩa nghiêng này, trôi theo đĩa nghiêng và chúng ta sẽ đi tiến. Đồng thời van giảm áp tiến nó đóng lại, anh em thấy nó đóng lại không ạ? Bên này thì van giảm áp lùi vẫn mở ra, mở ra để làm gì? Để nhận nhớt, cấp nhớt cho cái hệ thống, cho anh em cấp nhớt cho hệ thống bù nhớt của bơm. Đây ạ, van giảm áp này nó đóng nhá, van giảm áp tiến nó đóng thì nó mới có áp suất cao, nếu như cái này mở ra thì áp suất nó không đi được, và lúc đó chỉ là ở trạng thái trung bình thôi, trạng thái ở giữa thôi. Và van giảm áp lùi thì nó là van một chiều, nó lùi lại, bởi vì cái lò xo nhỏ này, lò xo nhỏ này rất là nhỏ, mỏng,
Và nhớ đặc biệt là lò xo nhỏ mỏng này không được tác động, không được kéo giãn, không được làm gì hết, bởi vì nó chỉ đơn giản là ta một chiều thôi chơi anh em. Và đây cái hệ thống bơm nạo nó vẫn quay và nó vẫn bù vào cái lượng thiếu của hệ thống bơm HDT. Đây khi mà chúng ta nghiêng ít này, nghiêng ít này, đây là trường hợp nghiêng ít nhé, nó sẽ bơm ít thôi, dòng nhất nó sẽ đi chậm lại, anh em thấy dòng nhất đi chậm lại và motor cũng quay chậm lại và máy của chúng ta sẽ đi chậm. Đó, ít nữa thì đi rất chậm nữa, rất là đơn giản. HDT con dù có gà to cỡ nào thì chúng ta nghiêng ít thì nó vẫn đi chậm, nghiêng nhiều đi nhanh. Và đây là hệ thống trung gian thì hai cái van giảm áp cao này nó trở thành van một chiều hết và nó xả áp cho tất cả các vị trí. Xả áp rồi thì nó sẽ không đi nữa và chúng ta khi mà đi lùi, đây là trường hợp đi lùi thôi anh em. Anh em nhìn kỹ nhá, bên này nó sẽ là bên hút. Vì chúng ta nghiêng rồi, bên này bên hút, bên này bên đẩy này, đẩy này. Đẩy này. Đóng cái van này lại. Rồi, đóng van này lại tạo áp suất cao và làm cho motor quay ngược lại và máy của chúng ta đi lùi. Trong khi van phía tiến phải đóng lại, phải mở ra, van phía tiến mở ra để cấp nhớt bù cho cái hệ thống hồi từ motor về, từ motor đây, hay hồi từ motor về bơm và tránh chọc e, tránh chọc khí, tránh chọc bọt. Và khi đây là khi mà chúng ta lùi hực vào bờ, xích nó cứng lại thì thưa anh em đây là trường hợp quá tải thủy lực của bơm HDT cực kỳ nguy hiểm và anh em nhớ là không được hực quá 10 đến 20 giây. Không được hực quá 20 giây. Càng hực ít càng tốt. Hực một cái chúng ta sẽ đẩy cái cần tiến lùi này về giữa ngay. Nếu chúng ta cứ giữ cho bơm mà máy nó không đi được thì bùm HDT nó sẽ vỡ. Nhưng để mà nó tránh cái trường hợp đó thì cái áp suất cao nó sẽ, đây là cái van giảm áp suất cao nó sẽ mở ra và nó hồi lại để giữ cái áp suất của hệ thống bơm này luôn luôn ở 350 hoặc 360 kg lực trên cm vuông, nhưng mà cái đường này nó vẫn rất cao, cái đường màu đỏ này vẫn rất cao, tức là motor của chúng ta đang chịu áp suất cao. Chính vì thế nếu như chúng ta đẩy cái cần HDT tiến mà hực máy khựng lại rồi mà chúng ta cố tình chúng ta đẩy quá là quá lâu, quá 10 20 giây thì cái hệ thống bơm của chúng ta rất dễ bị bục. Đó là hết sức lưu ý cho anh. Và một số các cái chi tiết chúng ta cần phải lưu ý đó là hệ thống piston, hệ thống mặt van, đĩa van, hệ thống gối nghiêng và đĩa gương nghiêng ở đáy của đầu đồng piston là phải phẳng, phải chuẩn thì ít nhất là như thế bơm của chúng ta nó mới hoạt động tốt và nó tạo ra áp suất cao thì nó mới khỏe được. Rất mong video này sẽ giúp cho anh em hiểu rõ hơn về hệ thống kỹ thuật của HDT và những điều quan trọng khi mà chúng ta sử dụng để chúng ta nắm chắc được nó và sửa chữa được nó, tự tin để sửa chữa máy móc của chúng ta làm sao cho máy móc của chúng ta luôn luôn hoạt động xuôi sát, êm ái và chúng ta sửa chữa một cách tự tin. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video lần sau. Nhớ nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào like và bình luận nếu như có ý kiến góp ý. Xin chào và hẹn gặp lại.